Hi, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mình đã thử hơn một tháng rồi, để cho một bạn có lông mi dài như vậy. Đó. Vậy nha. Thì trước đó thì mình có cái lông mi hơi chán một chút, tức là vừa ngắn này, vừa mỏng này, vừa mình coi á, mình có thấy nó bị chẻ ngọn nữa, mình không thể tưởng được luôn á. Nhưng mà sau đó mình có dùng thử dầu dừa, nhưng mà nó cảm giác rất tạo cảm giác cho mình rất là nặng mi nè, và nó dính rồi mọi lần bạn cứ cảm thấy mọi lần cái chớp mắt lại là nó dính lại với nhau, và dùng cái lực mạnh hơn một mở cái mắt ra thì mình không thích cảm giác đó, nên là thành ra mình có thử một số loại, và mình có thử cái loại này mình thấy khá là hữu hiệu nha. Đây nè, cái này là mình xài cũng gần hết rồi. Thì trước khi xài á, thì mình sẽ có như thường lệ, mình sẽ rửa tay sạch nè, hơn rửa mặt sạch nè, mình sẽ dùng vào buổi sáng buổi tối. Rồi mình sẽ chuốt mi về nè. Thì đó, bạn sẽ thấy nó có dính một chút màu trắng trên ta, trên mi, đúng không? Mình phải để một lúc sau á, xong rồi mình dùng cái tay á, mình vuốt lên để cho nó đi hết cái phần dưỡng chất thừa trên mi. Tại vì nếu mà để nó thừa như vậy thì người ta nhìn nó sẽ thấy cái luôn trắng trên cái mi của mình, nó không có tự nhiên lắm, nó cũng hơi kỳ á. Nên là mình cứ để như vậy khoảng 1-2 phút cái mình lau sạch đi được. Thì mình dùng khoảng 1 tháng á, thì con mi mình đã như các bạn vừa thấy á, nó dài hơn rất là nhiều. Rất tiếc là mình không có chụp hình mà lúc đó mình chưa xài á, nên là hơi khó để cho bạn hình dung được cái độ phát triển của lông mi nó như thế nào. Nhưng mà đại khái là mình sử dụng á, thì nó rất là hài lòng. Nó không có gây dính nè, không có nặng mi nè, không có bất cứ cái gì mà cảm thấy khó chịu khi sử dụng hết. Cái này là cái tuyệt vời. Xong mình nói xong đúng không? Mình em thấy không? Nó vẫn còn cái mình vuốt hơi nhiều, nó vẫn còn dưỡng chất thừa trên mi nè. Bây giờ mình lấy tay mình vuốt nó lên nè. Cho nó đi hết cái dưỡng chất ở trên mi. Đó thì sau đó Đây. Thì sau đó thì lúc mà bạn dùng xong á, mình sẽ dùng vào buổi sáng buổi tối, thì trên mi của mình nó sẽ có một độ cong rất là nhẹ, nó không có phải sổ sàng giống như mà khi bạn dùng cái bóng mi nó bật lên, nó giống như một cái máng xối ngược lên, thì cái này rất cong rất là nhẹ luôn, nên là hắn rất là thích. Chứ mình nhìn gần xé một chút rồi bạn thấy không, rất là nhiều lông mi. Cái này là lông mi thiệt luôn á, chứ không phải là kiểu hiệu ứng của cái app quay phim nó có nha. Rất là thật là mình đã sử dụng rồi. Cái này thì khoảng 100.000 các bạn, rất là rẻ. Đó thì các bạn có thể mua sản phẩm này ở trên gian hàng của Dionry, trên Shopee nè, trên Facebook của Shopee nè, với lại trên trang web cũng được, ở đâu cũng được hết. Vậy thôi, cái video này cũng ngắn quá trời, còn không có chuẩn bị gì hết nên là hơi ngắn. Nên là các bạn hẹn các bạn vào video lần sau.